Chúng con này được
chúng con thật phước hạnh khi được cùng nhau tung hô danh Đức Giê-hô-va Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì đặc ân mà Ngài ban cho mỗi cuộc đời chúng con. Chúng con vốn không ra gì, nhưng mà chúng con được diện kiến Vua trên vua, Vua Chúa trên Chúa. Xin Thần Linh của Chúa Trời bày tỏ một cách rõ ràng cho mỗi cuộc đời của chúng con, không chỉ đầy dẫy ở trong phòng nhóm của chúng con, mà đầy dẫy trong từng cuộc đời của chúng con. Nếu như chúng ta khao khát một thì tôi tin rằng
Ngài khao khát người, bởi vì tất cả những bậc cha mẹ tốt lành đều mong muốn những điều tốt nhất cho con cái. Có nhiều khi vì chúng ta không đủ ý thức và chúng ta không khao khát điều gì đó tốt lành cho cuộc đời mình. Nhưng mà Chúa của chúng ta là cha của chúng ta, Ngài biết rất rõ điều gì cần cho cuộc đời của chúng ta. Và Ngài khao khát rằng điều ấy sẽ đầy dẫy đến cuộc đời của chúng ta. Hãy để cho Ngài từ đó. Hãy thật sự cầu nguyện với Ngài. Hãy nói với Chúa những ước mơ của cha. Hãy nói với Chúa những hoài bão tốt đẹp của chúng ta. Ngài trân trọng những điều đó. Và cũng hãy trình dâng lên Chúa những nhu cầu của chúng ta nữa. Ngài không hờ hững trước những nhu cầu của chúng ta. Ngài muốn chữa lành cho chúng ta. Ngài muốn giải phóng chúng ta ra khỏi năng quốc của ma quỷ. Ngài muốn tu tổ quyền năng của Ngài xuống trên cuộc đời của chúng ta. Ngài muốn đem tùy cho chúng ta ân ứng của Ngài, để chúng ta có thể phục vụ Chúa một cách hiệu quả. Chúng tôi cho một chú ánh sáng của Chúa.
phụng vào Ngài thì tất cả những bệnh tật sẽ tan biến ngay khi giờ này. Trong danh Chúa Giêsu Christ, ta công bố rằng những cái bệnh tật nào ở trong người chị em của ta đang ở dưới đó phải được tan biến ngay khi giờ này. Thì nó sẽ chạy trốn anh em. Hãy tin tưởng Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần.
bởi Chúa. Lòng của chúng con chỉ thực sự bình an khi mà chúng con được ở bên cạnh cha, khi mà sự hiện diện đầy dẫy của Ngài ở trong đời sống của chúng con. Xin Chúa cứ tiếp tục dẫn lối chúng con và giúp chúng con bước đi từng bước đi thành công trong cuộc đời của chúng con. Ngài giúp chúng con bước vào một khởi đầu mới trong năm 2020 này, và chúng con kinh nghiệm một sự gặt hái thành công bởi sự giúp sức của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Nguyện sự thờ phượng của chúng con, nguyện sự phục vụ của chúng con làm vinh hiển danh Ngài. Chúng con xin dâng tất cả chúng con trong tay của Chúa, và chúng con hiện ý cầu nguyện trong danh Chúa Jesus. Amen.